Cũng lưu ý với bà con là chúng ta không nên chĩa cái phần nòng khói lên như vậy. Vì chĩa vào như vậy thì nhiên liệu sẽ đổ ngược vào trong cái bugi, đôi khi làm nghẹt bugi. Và như vậy thì máy sẽ tắt. Chúng ta sẽ để ở mức thăng bằng như vậy, hoặc là hãy chúi xuống một tí xíu. Tùy theo cái cách bà con phun ở trong vườn, tùy theo địa thế trong vườn như thế nào. Trong quá trình phun thì quý bà con có thể là điều chỉnh cái van thứ ba này, đó là van hóa chất lớn nhỏ tùy theo cái nhu cầu của bà con sử dụng. Thì chúng ta như vậy thì lúc này thì khói sẽ xuất ra từ nòng và chúng ta là phun. Khi phun xong thì quý bà con lưu ý van nào chúng ta mở sau cùng thì khi phun xong nó sẽ đóng đầu tiên. Trước tiên là chúng ta sẽ khóa cái van điều chỉnh đường khói lại thuận chiều kim đồng hồ, là về đây mũi tên và chữ CL là close đây. Tiếp theo là chúng ta cũng khóa cái van khói lại. Van hai lại. Rồi chúng ta lúc này chúng ta để máy, để im máy chạy khoảng 3 đến 5 phút. Rồi chúng ta đóng cái van van một lại, là van fuel, van là van nhiên liệu. Là đóng lại. Xong chúng ta đợi khoảng 1 đến 3 giây chúng ta lại mở ra. Xong rồi chúng ta mở theo ngược chiều kim đồng hồ. Xong rồi chúng ta lại đóng lại. Cái mục đích của cái việc tại sao chúng ta đóng lại rồi lại chúng ta lại mở ra, chúng ta lại đóng lại, thì cái nguyên nhân đó là như vậy. Nguyên nhân chúng ta mở ra là để khi mà chúng ta đóng lại lần đầu tiên đó thì cái lượng nhiên liệu hồi lưu và một phần thì còn lại mắc ở lại ở trên cái bugi của máy và một số bộ phận bên trong máy. Vì vậy chúng ta phải làm thêm động tác nữa, chúng ta mở ra một lần nữa và chúng ta đóng lại thêm một lần nữa để cho cái phần xăng động cặn còn lại đấy nó chảy về hết ngăn nhiên liệu này. Thì lần sau chúng ta khởi động lên thì máy là ở trạng thái tốt nhất và nó sẽ không có tình trạng mà máy lúc đề lên thì mở, lúc không đề lên thì không mở, lúc đề thì mở, lúc đề thì không mở, nói chung là máy chập chờn. Thì đó là tất cả quy trình khi chúng ta phun và chúng ta bắt đầu phun và chúng ta khởi động máy, giống như là chúng ta kết thúc khởi động máy. Ở đây thì sẵn thì bên em cũng giới thiệu thêm một số cái phụ kiện. Đây là cục sạc, đây là đai đeo, đây là cái tài liệu hướng dẫn, đây là phiếu bảo hành công ty, khóa, vít, dụng cụ phòng chống khói, lọc khói, phễu, dụng cụ thông nòng. Thì cũng xin cảm ơn quý bà con đã dành thời gian theo dõi video. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì quý bà con cứ comment và bên dưới thì em sẽ tư vấn thêm. Anh em xin cảm ơn quý bà con rất nhiều ạ.